Xin được đồng nhiệt chào đón toàn thể các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh sinh viên đã về dự chương trình báo cáo kết quả học tập hệ cao đẳng trung cấp chính quy khoa âm nhạc, thanh nhạc, múa học kỳ 2 năm học 2017-2018 của trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Tây Bắc ngày hôm nay. Và ngay sau đây, chương trình báo cáo kết quả học tập xin phép được bắt đầu. Mở đầu là màn hòa tấu nhạc nhẹ Rock Canon, biên soạn thầy giáo Nguyễn Văn Hạnh. Biểu diễn các bạn lớp nhạc diễn viên 3B, xin mời toàn thể các quý vị chúng ta cùng thưởng thức.